Chào mừng các bạn đã đến với làng bất ổn SMB. Đây là nơi mà các bạn có thể nhập vai vào bất kỳ nhân vật nào các bạn mong muốn. Và server khi vừa mới ra mắt thì gần như là không có luật lệ, nên các bạn có thể thỏa sức đánh nhau mà không cần phải suy nghĩ. Ôi, xin lỗi, anh cần sống. Đừng. Và tôi đã nhập vai thành một sát nhân vào ban đêm. Tôi sẽ đi săn bất kỳ ai dám lảng vảng bên ngoài vào ban đêm và cho người đó nhận một cái kết đắng. Hãy đón chờ xem có chuyện gì đã xảy ra trong làng bất ổn. Và đừng quên nhấn like và nút đăng ký để tôi có thể ra tiếp nhiều video nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong ngày đầu tiên thì cũng có khá là nhiều thứ xảy ra. Tại vì trong server có rất là nhiều các thành phần. Người thì đi câu cá, người thì cố gắng sinh tồn cho qua ngày. Có người thì đã submit răn và tích được rất là nhiều đồ. Nhưng mà trong ngày 1 này thì chưa có bang phái cũng như là luật lệ. Đợt này tôi mod vào, kiểu tôi ưu tiên vào về cái độ đẹp của Minecraft để cho quay cho mọi người xem thích mắt rồi. Chứ tôi không kiểu quá hardcore nữa. Ngày xưa tôi chơi tôi cứ này chết góc này, chém này xong đấy, như thế cho mọi người nôn mẹ mày mấy bãi ra. Mày chơi game gì? Có mà, trước tao flick chuột lắm, bây giờ tao phải cố quay nhẹ nhàng để nhạc yên bình đấy. Insert mặc nhạc Minecraft yên bình. Sorry. Ôi, vào hang thôi. Chả cần đuốc đâu anh em. Vì ở đây này. Cái này là mang mục đích là quay đẹp với anh em nhé, chứ không hề là cheat đâu. Em chào đại ca. Thằng nào đây? Các đàn em muốn gặp đại ca. Có gì cống nào không em ơi? Mic đâu? Thằng chó đấy như là admin. Hay là nó vừa ao? À đéo phải. Nên làm full bộ giáp sắt trước. Cứ có full bộ giáp sắt là gần như là sẽ chiến thắng nha anh em nhé. Ôi cái mẹ gì vậy? Ê tính ra tôi chưa vào hang Warden trong bản Minecraft mới bao giờ luôn ý. Nên là tôi cũng không biết counter cái thằng Warden quá nhiều đâu anh em. Cái bọn này tôi xin chúng mày đừng có tele về chỗ tao nữa. Đừng làm tôi... Thôi không được. Em ơi, anh không đồng ý với việc em tele tới chỗ anh. Em là admin xong rồi em cho đồ anh, thế là không được nha em nhá. Em sống thế không được đâu. Cho kim cương mẹ đi, cho thịt. Bố mày thừa rồi. Có thể vứt đồ vào đây hết mà. Giữ lại đúng cái cuốc thôi chẳng hạn. Ok em ơi, hợp lý. Ok, bây giờ mà mình check được đồ xong. Nào anh làm kèo 300k ngon hơn anh ấy. Ok em ơi, không bao giờ giết được nó đâu, anh phải khẳng định là thế. Bây giờ nhá, kế hoạch là như... Thật ra đéo kế hoạch gì đâu, tại vì nó spawn quả vãi đái nhở. Thôi, nhận được kết rồi. Ôi à, đồ này chịu rồi. Đồ này là muốn bố mình về nấu canh à? Cho bố mình nhiều than thế. Thôi. Mẹ, mà quá ít dương. À đây. À, hai cái dương gần nhau luôn này. Loot quá nhanh em ơi, loot quá nhanh. Có thể gọi là loot quá nhanh. Hai quả táo vàng enchant á. Được anh em. Hai quả táo vàng enchant là mình cứ đi cướp đồ chả ai dám BBB lại mình đâu, thật. Thôi. Bội thu rồi anh em ơi, mình có thể về rồi. Cũng ngon anh em ơi, cũng ngon, này cũng ngon. Em vàng đã ủng hộ 10.000 đồng. Kèo dễ hơn cho IU này. Giết Ember bằng sờ mông 100k nhé mặt cười. Được em ơi, cái này được nha. Nhưng mà anh phải gặp được nó đã. Anh gặp được nó thì ok. Ủng hộ anh làm kèo sờ mông Ember em cộng 100k nữa bằng 200k. Được em ơi, mẹ, được. Đấy, bắt nào nó được đấy. Trời sáng quá nhanh anh em ơi. Chưa làm được cái chó thì sáng mẹ rồi. Đéo được, mẹ sáng nhanh quá. Sáng quá rồi. Thằng bơ thì đéo thấy nó đâu cả. Thằng khốn nạn đấy. Tell me you fucking mad.
Man from Thanh Hóa quá phế. Đừng nói thế. Không đâu. Có một bạn nào đó donate nha. À, mang 7 sói đói đi săn. Ngầu phết anh em. Mẹ sát thủ ban đêm mang 7 sói theo để giết người. Một nhân vật nghe gì nghe như anime ấy, đéo hiểu. Chịu rồi. Ok. Nó đang định muốn solo với tôi này anh em ấy. Thế mẹ đi. Về làng. Cho nó nhanh. Nó định solo với tôi anh em ơi. Cho cả làng ra xem đi, cho cả làng. Không cần. Cho 5.000 người đang xem video là được rồi. Gọi ba con chó chịu. Phun giáp kim cương mà em. Giờ đã phun giáp kim cương rồi này. Chứ đâu những người chơi này mạnh quá. Hên đấy. Bắt đầu đây. Nhìn thôi. Mạnh điên. Ôi. Thương một cái con táo vàng. Ban chó. Ơ, vào mẹ góc rồi. Đã giết được hai con chó của anh đâu. Đi rồi, đi rồi bơ ạ. Ui, bơ đi. Mất hết cửa luôn, chết luôn. Rồi, donate 200k là đẹp anh em ơi. Bảo rồi, hai quả táo vàng không thể thua được. Mất hết luôn rồi. Yes sir. Không được. Quá là, quá là ấy. Sao đấy? Nó bảo anh vứt hết đồ vào lava cho một củ em ạ. Chưa đủ rồi. Ôi, làm vội ngay. Thôi làm đi. Nhìn kiếm lại. Video không làm, đi vào. Chết luôn. Ôi, táo vàng kìa. Làm video đi em nhá. Làm video đi anh nhá. Rồi, được anh em ơi. Bao nhiêu kim cương? Ôi. Yes. Hóa ra là mọi người không cần phải cày lâu đâu anh em ơi. Cứ đi băm mấy thằng cu này là giàu. Là đẹp anh em ạ. Mẹ nhà đéo ở đây. Đập giường nhưng mà chết không hồi sinh được nữa. Adiur Phát đã ủng hộ 10.000 đồng. Kêu hết thành viên CKG anh Giang. Quá là ác độc em ơi. Thấy điều đấy quá là ác độc. Khá là cheat anh em ơi. Khá là cheat. Adiur Phát đã ủng hộ 10.000 đồng. Đồ sát CKG donate 500k anh ơi. CKG ở đây là bất kỳ ai cũng được hay là Duy Lê hay là nhận kèo 100k hit Enzun Dương 404. Là sao? Hit Enzun là sao? Là đánh xong anh ấy chạy tôi đi luôn á. Chả chạy được đâu. Bác lên đấm bác Duy đi bác ấy bảo chấp 10 TSG dương kìa bác. Đâu? Bố ấy ở đâu? Đi hướng nào? Chỉ tôi. Có nhiều người anh em mà tôi cũng không biết đâu. Đây, tao nghĩ rồi xây nhà ngoài này đi. Mình làm quen rồi. Đi. Thế nó mới vui. Tao vui. Ê, tao nghĩ trong trường hợp anh em có thể đánh nhau được và bên Hyper Squad có thể săn mình được thì tại sao mình không chọn chỗ nào nó xa ra tí? Được rồi, thỉnh thoảng qua đây ăn trộm đồ là. Không cần đâu bạn ơi, gần cái... thôi. Không có ai săn đâu. Gần đấy. Mẹ nghe quả giọng nghe tin tưởng cái đấy nhờ. Thằng chó này nó đứng ở một nơi như một sát thủ. Nó ra bảo là không xa. Ôi à. Không nhất thiết, không nhất thiết. Ta gì mày. I need you dollar. Con mẹ.
Chết rồi em ơi. Bắt đầu free rồi. Thách thức ở trong livestream mình chịu rồi, phải nhận cái kết rồi. Nhàn Đạm đã ủng hộ 10.000 đồng. Tưởng tối mới giết được người hả anh? Riêng Duy Lê là ngoại lệ nha em nhé. Là ngoại lệ. Từ từ anh ấy. Gì đấy, từ gì đấy? Chưa tối đâu mà chạy nhanh lên. Đâu? Có gì, kim cương anh không cần. Mày về làng mày rút ngay cho anh ít tiền mặt. Anh lấy 5.000 tiền thuế nhá. Rồi anh bảo kê cho mày được vài ngày. Anh tha cho mày 3 ngày nhá. Bác Duy với bác Trung đang địch úp bác kìa. Chó nê gì này? Sống gì mà súc vật thế? Quên nhắc nó. Admin kiểu đéo cứ xây bẫy giết người dùng. Quả bẫy. Không. Adil Phát đã ủng hộ 10.000 đồng. Vào bang làm cát anh ạ. Làm đi anh QXK15 với Bảo Hoàng cũng được anh ơi mặt cười. Kìa, bạn nào vừa bảo không được giết CKG hay là tinh tinh đi một tí cho nó quyết đoán. Adil Phát đã ủng hộ 10.000 đồng. Nhanh anh ơi. Nhanh không sáng à? Đồn. Tiếng đéo gì đây? Adil Phát đã ủng hộ 100.000 đồng. Nín và làm đi. Hello. Phút. Bạn ơi. Tôi xin lỗi bạn. Bảo Hoàng ơi. Bảo Hoàng ơi. Thôi bạn ơi. Thôi. Em có squat là thường nó phải chạy ngay. Tôi nói chết. Không phải giết A Linh. Này ngay tôi sẽ nói một bí mật của Hyper Squat lên nhá. Thế đâu? Bạn ơi. 7.000 người xem được nhá. 7.000 người xem. Thành viên Hyper Squad bắt nạt Chicken Gang anh em ơi. 7.000 người xem. Bây giờ nói một bài là anh này. Cút. Xin lỗi bạn. Cút vào đây. Trả ngay bố mày tiền đi. Quá là ác rồi. Bạn đôi lên 500k là bảo không giết CKG á. Chịu rồi. Đu Phát sủi luôn rồi. Bị CKG nhìn với một ánh mắt khác rồi. Em Quân thì đâu rồi nhỉ? Em ấy cũng trốn mình luôn rồi. Không trả bác 50k trong game rồi. Out đi rồi. Đền bù kim cương đi à? Thôi rồi, phải ra giảng hòa với CKG thôi. Chịu rồi. Chó Adu Phát đấy sủi anh em ơi. Ra cho họ kim cương xong rồi làm lành thôi. Làm lành chữa tình thôi, biết sao rồi. Năm 00k vừa nãy Thành không kêu ai từ giờ đến hết stream nhé. Được, thôi được rồi. Thôi được rồi. Mọi người ơi, nghe tôi giải thích đã. Nghe giải thích đã, nghe giải thích đã. Không. Nó chạy đến anh vậy. Nó đi quá nhanh. Từ chỗ đi nhanh rồi. Tao cảm thấy nó rơi xuống đất vậy. Nghe tôi giải thích đã. Đứng yên đấy. Kim cương đây. Mọi người để kim cương lại và lùi đi. Lại để kim cương lại và cút. Một, hai, ba, bốn. Một,
1, 2, 3, 4. Đấy, mỗi người 4 viên nha. Được anh rồi. Em sống khỏe nha anh em ơi. Cút. Cút. Mong là họ sẽ không trả thù mình nữa anh em ơi. Chạy chó là được, leo núi. Mới chơi leo núi đòi chạy. Chịu rồi. Hello anh em. Làm gì đây anh em? Hiền thế anh. Thôi, mình đừng đánh nhau. Anh ơi, anh cảm thấy mình không nên đánh nhau. Anh đừng vào đây, anh đừng vào đây. Là có qua đường chỗ của bọn khỉ. Con khỉ là mấy cái thằng player trong này. Em có video. Nó chỉ có xây nhà với cả quặng than. Anh Trung đâu? Tưởng ở đây là chỗ của Trung với Duy Lê. Không biết nữa. Trung với Duy Lê có đi cùng nhau đâu mà sợ Trung với Duy Lê. Thấy anh em bảo Trung với Duy Lê đang lập hội giết giết tao mà. Really nigga. Nghe hài không? Nghe vô lý thế. Họ bảo thế. Nghe cá hài. Định lập team giết anh. Họ bảo thế mà. Anh Trung đang ở dưới à. Chán quá. Phải làm gì bây giờ? Câu cá nha anh em. Anh em thích xem câu cá không? Xem câu cá không anh em? Thấy câu cá cũng hay, sao đâu. À. Ui, được 29.000 luôn con ơi. Câu cá mua phóng lợn đây. Thế ơi, câu cá mua phóng lợn đây anh em ơi. Tôi làm lại được không? Làm lại. À làm à? Làm đâu? Làm nào? Thôi, không giết được anh. Giết tao đi. Mẹ em giết tao đi. Mẹ em giết tao vào. Mày giết tao vào. Ôi, câu đồng được kìa. Hay giết tao vào. Đánh nhau. Ấy gào quá. Câu gì đây? Con mẹ ơi, sao chó đây. Nhà ai cắn tôi vậy? Đây là chết. Dòng thần. Chó dương đấy. Chết. Là chết. Anh anh bị chó cắn đấy. Chó ngoan. Chó ngoan. Chó nó lắc đuôi nó nhìn luôn kìa. Trồng bông hoa tưởng nhớ anh Duy. Để trồng được à? Bác không giết được thì để chó bác giết ngay.